số thay đổi mới liên quan đến sổ đỏ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Theo thông tư số 09/2021 sửa đổi thông tư quy định hướng dẫn luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Trong đó, nhiều điểm mới liên quan đến sổ đỏ, tức giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được áp dụng như sau. Thứ nhất là điểm mới về mã vạch của sổ đỏ. Theo quy định hiện hành, điều 15 thông tư 23/2014, mã vạch được in tại cuối trang tư khi cập nhật giấy chứng nhận. Cấu trúc mã vạch dưới dạng MV bằng MX ML ST. Trong đó, MX là mã đơn vị hành chính cấp xã, nơi có thửa đất. Trường hợp cấp giấy chứng nhận cho khu đất làm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất. Nay khoản 1 điều 1 thông tư 09/2021 bổ sung. Trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã đơn vị hành chính cấp xã, tức MX, được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. Trường hợp cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định vào chức mã của xã, phường, thị trấn, nơi có đất hoặc chức mã của đơn vị hành chính cấp huyện, nơi có đất, đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã. Thứ hai là sửa quy định cấp sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai. Theo khoản 23, điều 1 thông tư 09/2021 bổ sung thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp giấy chứng nhận gồm thửa đất được tách ra để cấp riêng giấy chứng nhận đối với trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa. Trước đây, chỉ quy định trường hợp hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới, tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật. Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định. Trước đây, quy định trường hợp thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính. Thứ ba là cách ghi xác nhận việc tặng cho thửa đất trên sổ đỏ. Theo khoản 4 điều 1 thông tư 09/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 16 điều 18 thông tư 23/2014, tặng cho một phần toàn bộ thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác. Và theo quy định bổ sung mới này thì tất cả các giấy chứng nhận cấp sổ sẽ được ghi rõ ràng đã tặng cho một phần hay toàn phần là bao nhiêu mét vuông và để làm gì, đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác, và trong đó sẽ đính kèm ghi tên ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất. Hiện hành khoản 16 điều 18 thông tư 23/2014 chỉ hướng dẫn cách ghi trong trường hợp tự nguyện hiến một phần diện tích của thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác. Thứ tư là cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ. Theo khoản 5 điều 1 thông tư 09/2021 bổ sung, cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng giấy chứng nhận. Trường hợp trên, giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một giấy chứng nhận thì trên giấy chứng nhận đã cấp ghi thửa đất, ghi số thửa, số tờ bản đồ, diện tích mét vuông được tách ra để cấp riêng giấy chứng nhận theo hồ sơ số, ghi mã số hồ sơ thủ tục đăng ký. Thứ năm là thay đổi hồ sơ sang tên sổ đỏ đối với đất nông nghiệp. Trong trường hợp hộ gia đình cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền tại điểm 4 mục 1 mẫu số 09DK như sau. Nhận, ghi hình thức chuyển quyền sử dụng đất, mét vuông đất, ghi diện tích đất nhận chuyển quyền. Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 7 2007 đến trước ngày 1 tháng 7 2014 là mét vuông và từ ngày 1 tháng 7 2014 đến nay là mét vuông, ghi cụ thể diện tích nhận chuyển quyền theo từng loại đất, từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đây là một yêu cầu mới mà trước đây chưa được quy định. Thứ 6, làm sổ đỏ không cần bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu. Cụ thể, đối với trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh quân đội, thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của ngành, các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đất đai. Với quy định mới này, khi dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của lĩnh vực đất đai,
thì người dân khi làm thủ tục cấp sổ đỏ sẽ không cần mang theo bản sao các loại giấy tờ, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu như hiện nay. Vâng, và thưa quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là những điểm mới về việc bổ sung vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Quý anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau lưu ý nhé. Quý anh chị và các bạn cảm thấy video của Thúy Trần hay và hữu ích, đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ cho kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương để cập nhật được những thông tin mới nhất về tình hình bất động sản khu vực Bình Dương ạ.